900.000 mà. Trên địa bàn xã Ea Heo của huyện Ea Leo, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ mất cắp xe máy của người dân đi làm nương rẫy, để xe ven đường hoặc trong rẫy vắng. Thậm chí một số người dân chủ quan còn để cả chìa khóa trên xe nên kẻ xấu dễ dàng trộm cắp. Thời gian qua là nó xảy ra mọi việc là xe cổ mất liên tục, thì xe cũng để bình thường như một khi thôi, cũng phá cổ, có người thì chủ quan là không phá cổ. Khi người dân mất xe mất cổ thì người dân quá là hoang mang và lo lắng. Thời gian vừa qua trước cái tình hình Covid diễn biến phức tạp tại các địa phương, thì một lượng lớn người dân từ các địa phương khác về địa phương để sinh sống, lợi dụng vấn đề này thì các đối tượng cũng lợi dụng về địa phương để hoạt động vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân. Được sự chỉ đạo giám đốc quan tỉnh và lãnh đạo quan huyện về đấu tranh tội phạm trong công tác phòng chống dịch, tôi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, trong một thời gian ngắn đã xảy ra là 6 vụ mất trộm xe máy tại các cái vườn rẫy cà phê của người dân. Thì bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác rà soát đối tượng, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, thì chúng tôi đã bắt giữ được một đối tượng và thu hồi tài sản lại cho trả lại cho người dân. Đối tượng bị công an xã Ea Heo điều tra bắt giữ là Võ Đại Thọ, trú ở xã Ea Heo và nghiện ma túy từ năm 2016 đến nay. Thọ là công nhân đi làm ăn ở tỉnh Bình Dương mới trở về địa phương để tránh dịch COVID-19 và đang trong thời gian phải cách ly y tế tại nhà. Nhưng hắn đã lén đến các vườn rẫy của người dân dò la trộm cắp xe máy để bán lấy tiền hút chích ma túy và tiêu xài. Thủ đoạn của em là đi vào rẫy vắng và thấy người dân để xe máy sơ hở thì em tới quan sát và rút dây ổ điện đạp nổ xe và bỏ chạy đi ạ. Em thường đợi lúc người ta dùng máy phát cỏ thì em đạp nổ máy xe chạy đi. Tại vì lúc người dân nổ máy phát cỏ lên thì không để ý tới tiếng xe máy ạ. Và em đem bán gồm 6 chiếc xe máy và được 3 triệu đồng em để mua ma túy về sử dụng ạ. Công an đã bắt được tội phạm rồi thì tôi cảm ơn lực lượng công an xã Ea Heo đã bắt được đối tượng và lại tài sản cho tôi. Người dân là tôi cũng thấy lực lượng công an xã cũng rất nhiệt tình và làm rất hăng say nên nhanh kết quả bắt tội phạm rất nhanh đó. Hiện công an huyện Ea Leo đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ những vụ việc do Võ Đại Thọ gây ra để truy tố trước pháp luật.